Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là máy bơm ly tâm hóa chất đầu nhựa, chuyên dùng để bơm hút vận chuyển hóa chất có tính ăn mòn cao. Công suất 4 kW, 5,5 HP, 5,5 ngựa. Sau đây sẽ là thông số của tem motor. Tốc độ khoảng 2.880 vòng trên phút. Đây là phần ống hút. Đường kính ống hút là 50 mm. Đường kính mặt bích 156 mm. Đường kính lỗ trên mặt bích 14 mm. Còn đây là phần ống xả. Ống xả có đường kính là 40 mm. Đường kính mặt bích là 143 mm. Đường kính lỗ trên mặt bích 14 mm. Quý khách có thể tham khảo thêm nhiều loại công suất khác nhau, từ 1 ngựa đến 10 ngựa. Sau đây sẽ là hình ảnh kho xưởng và văn phòng công ty.